Uh, thư sư thời đại covid thì rửa tay sát khuẩn dịch cồn chích vaccine để diệt vi khuẩn virus rất phổ biến vậy thì vi khuẩn virus có sinh mạng không và diệt trừ vi khuẩn virus này liệu có mang nghiệp sát xanh không sư uh, thưa quý vị đó cái vi khuẩn và virus ấy, nó thuộc cái dạng là sắc do thời tiết xanh hoặc là sắc do nghiệp xanh Tức là bản thân nó không phải là chúng xanh ừ. à, Tuy nhiên nó có một vài cái con vật Mà chúng ta phải phân biệt Đó là gì? Ví dụ như con dung Con dung trong cơ thể mình á Thì nó lại là một chúng sanh, Nó lại là chúng sanh. Còn à, vi khuẩn hay là virus Thì nó là sắc do thời tiết xanh hoặc sắc do nghiệp sanh à, chứ nó không phải là cái uh, một cái chúng sanh ừ. à, tại sao mà sư nói như vậy thứ nhất là ở trong um, các cái trong chú giải các cái vị trưởng lão các các ngài nói như vậy cái thứ hai là vì biết cái cái con cái con mà tinh trùng á, của người đàn ông á ừ. bản thân nó không phải là chúng sanh bởi vì sao? Bởi vì một chúng sanh chỉ có tác dụng khi mà tinh trùng trứng gặp nhau và có thức tái sanh Tức là có ba món đó nó gặp nhau thì mới tạo nên một chúng sanh Còn chỉ riêng một anh á, thì anh không phải chúng sanh Tuy nhiên nó vẫn làm được một vài chuyện Ví dụ như nó biết bơi và nó biết hướng tới mục tiêu Và khi hướng tới mục tiêu rồi á, đụng tới trứng rồi nó biết nó phải làm cái gì Nhưng mà nó vẫn không phải là chúng sanh cho nên con vi khuẩn và virus cũng như vậy